Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Huy. Như vậy là trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tập 9, cũng là tập cuối cùng để kết thúc hành trình của người vận chuyển, tác giả Lê Tuấn. Một bộ truyện Huy tin rằng để lại rất nhiều những cái ấn tượng sâu sắc trong lòng của quý thính giả. Ở trong đó chúng ta thấy được những mảnh đời cơ khổ, một góc khác, một cuộc sống rất khác trong một góc nhỏ của Sài Thành. Một bộ truyện rất là đời. Huy đặc biệt yêu thích tác phẩm này. Hy vọng rằng ở tương lai Tuấn sẽ có thêm những tác phẩm khác để mà gửi đến cho chúng ta cùng nhau cảm nhận một nhịp sống Sài Gòn rất đậm đặc ở trong đó. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện của Tuấn thì đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của cậu ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta cùng bước vào chuyến xe cuối cùng của người vận chuyển nhé. Hôm nay là 30 Tết rồi. Trên đường ra bệnh viện để lấy bệnh, Tuấn thấy không khí Tết đã lan tràn khắp mọi nơi. Nhà thì đang cúng ông bà, nhà thì tất bật dọn dẹp trang hoàng để đón năm mới. Nhìn gia đình người ta sum họp bên mâm cơm ngày cuối năm làm cho Tuấn chợt thấy chạnh lòng. Hình như những thứ đó là điều xa xỉ đối với nó ở ngay lúc này đây. Và hôm nay cũng là một lần đầu tiên Tuấn vào cái bệnh viện này để lấy bệnh. Nó cho xe chạy từ từ vào cổng bệnh viện. Khứa bảo vệ bước ra hỏi: Xe vô làm gì đó em? Dạ, vô trước bệnh anh à. Xe của ai vậy? Tuấn không biết Khứa hỏi câu đó với cái ý gì, cho nên cũng trả lời luôn: Dạ, chủ xe kêu vô. Em cũng biết ai điều xe nữa. Em chạy mướn thôi anh ơi. Cứ bảo vệ không nói câu nào, ngoắc tay cho xe nó chạy vô. Thái độ này là sao? Hình như có cái gì đó mà Tuấn chưa được hiểu cho lắm. Hôm nay nó lấy ca bệnh từ thiện ở đây. Thằng chủ xe nói trường hợp này đã được một hội từ thiện trả toàn bộ chi phí vận chuyển. Chắc là hoàn cảnh khó khăn đặc biệt gì đây. Một cái băng ca của bệnh viện được đẩy ra bởi ông anh điều dưỡng. Theo sau là bà cụ chắc ở 6-70. Nằm trên băng ca cũng là một ông cụ tầm 70 tuổi. Tuấn nhanh chóng tiến lại giúp bà cụ bỏ mấy cái giỏ hành lý đã cũ lên xe. Sau đó thì cùng với ông anh điều dưỡng chuyển ông qua cái băng ca của xe. Dự định đóng cốp xe lại thì nó thấy hai Khứa mặc đồ bảo vệ tiến nhanh lại xe của nó rồi nổi lớn: Xe này ở ngoài, ai cho mày vô đây rước bệnh vậy? Nó vẫn để cái cốp xe như vậy rồi quay lại giải thích: Ủa, xe này vô rước bệnh từ thiện mà mấy anh. Từ thiện hay không á, tao không cần biết. Xe ngoài không có được chỗ đây. Ở đây chỉ có xe của bệnh viện thôi. Tuấn nghe thằng Khứa bảo vệ này nói chuyện hơi chướng cái lỗ tai rồi. Xe của bệnh viện thì làm gì đủ cho bệnh nhân xuất viện trong một ngày. Bây giờ đây nó cũng đã từ từ hiểu được cái tình huống này rồi. Chắc cũng là kêu xe ngoài vô với giá cắt cổ đây mà. Tuấn cố gắng bình tĩnh mà giải thích tiếp: Dạ em cũng chạy xe mướn, chứ có biết gì đâu mấy anh. Mà xe này bên từ thiện trả hết chi phí rồi. Nếu bên bệnh viện á có chuyến xe từ thiện nào khác thay thế thì em chạy xe không về liền. Mấy Khứa bảo vệ hình như cứng họng sau câu nói của Tuấn, nhưng tụi nó vẫn cố lấp liếm: Mày không cần nói nhiều, đây là quy định. Lúc này thì Tuấn cũng hết còn khả năng để nói chuyện phải quấy với mấy thằng Khứa này nữa rồi. Nó phàn luôn: Quy định gì mà kỳ cục vậy? Mấy ông đem tờ giấy nào ra đây coi, cho tôi coi cái quy định đó ra coi. Lúc này chắc thấy tình hình căng thẳng, cho nên bà cụ trên xe bước xuống, tiến lại năn nỉ hai Khứa bảo vệ: Mấy chủ ơi, làm ơn làm phước. Ông nhà tôi bị tim không có tiền để mổ, bây giờ cũng không có tiền mướn xe về quê. Mấy chú làm ơn đi mấy chú. Mà hình như cái lời van xin khẩn thiết của bà cụ cũng không làm thay đổi được tụi nó. Một thằng khác lại lên tiếng: Đây là quy định, muốn xe từ thiện cái gì á, bà làm đơn rồi đợi ban giám đốc duyệt đi, lúc đó thì có xe về. Vậy đợi tới khi nào chứ chú? Tôi làm đơn mấy ngày trước rồi á mà có thấy gì đâu. Mà mỗi ngày tiền này tiền kia, vợ tôi không có tiền gì nữa đâu mấy chú à. Tuấn nhìn vào đôi mắt của bà, nó cảm thấy một sự tuyệt vọng ở trong đó. Nó kêu bà cụ cứ lên xe,
để nó giải quyết chuyện này. Bây giờ có điện thoại cho thằng chủ xe cũng vậy thôi. Ca này là ca đầu tiên lấy bệnh ở đây mà. Tướng quay sang hai thằng bảo vệ đang đứng đó, rồi nhẹ giọng nói: "Nè, coi như giúp người nghèo khó đi mấy ông. Bữa nay cũng 30 Tết rồi, cho người ta về nhà ăn Tết nữa chứ." Thằng Khứa bảo vệ vẫn cái mặt không có cảm tình: "Không có xin xỏ gì hết, quy định là quy định." Bây giờ hết nhịn cái tụi này được rồi, Tuấn lớn tiếng luôn: "Vậy bây giờ tao cho xe chạy ra đó, tụi mày làm gì tao?" Nói là làm. Tuấn bước tới định mở cửa lên xe thì một thằng rút cây roi điện ra. Tiếng tạch tạch phát ra từ cây roi điện vẫn kêu đều đều. Chắc là tụi nó tưởng hù được Tuấn với mấy trò con nít này. Tuấn nhanh tay chồm vào trong xe, rút ra cây tuyếp sắt dùng để mở cái bánh dưới của ghế tài xế. Nó cầm cây tuyếp sấn tới hai thằng kia rồi vụt xuống. Cây roi điện rớt xuống nền sân xi măng, nghe lên một tiếng cốp. Tuấn gằn giọng nói: "Bữa nay đó, tao mà không chở được cái ca này ra thì tao làm con tụi bay hết." Thấy có xảy ra va chạm nên có thêm hai thằng Khứa bảo vệ nữa chạy tới. Nhưng khi thấy Tuấn đang cầm cây tiếp trên tay, tụi nó cũng chưa thằng nào dám nhào vô. Lúc này nhiều người đi khám bệnh, người nuôi bệnh, cho cả bệnh nhân thấy có xô xát nên bu lại coi rất đông. Cho một thằng bảo vệ nữa lên tiếng: "Đã, kêu công an qua cộng đầu đó đi." Tuấn đâu có ngán, nếu mà công an qua nó còn dễ xử lý hơn nữa. Chắc chắn tụi này đang móc nối với đám xe dịch vụ bên ngoài, có công an qua thì có cái để nối rồi. Mà nếu dính tới chính quyền thì Tuấn cũng chắc chắn mình không có thua. Cho nên nó mạnh dạn nói lớn: "Ừ, tụi mày kêu nhanh nhanh qua giùm tao cái, coi bữa nay tụi mày có nghỉ việc hết không." Hình như cái câu Tuấn vừa nói ra đã chớp được tẩy của tụi nó. Không có thằng nào dám móc điện thoại ra. Thế vậy Tuấn làm tới luôn: "Cần á thì tao kêu mấy thằng bạn nhà báo tới đây liền nè, cho tụi bay nổi tiếng luôn đó." Lúc này Tuấn chắc chắn với suy đoán của mình là đúng. Mấy thằng Khứa này có thật giật mình vì tụi nó vẫn cứ đang đứng đực ra đó, không có hành động gì hết. Thấy tụi này còn non và xanh quá rồi, Tuấn chớp luôn thời cơ, hỏi tiếp một câu quyết định: "Bây giờ sao? Kêu công an qua lẹ đi, không là tao đi đó." Vẫn không có một hành động nào từ tụi nó. Tuấn bước lùi rồi nhanh chóng lên xe nổ máy. Và vẫn không thấy một thằng nào ngăn cản. Xe từ từ lăn bánh, Tuấn vẫn tiếp tục nói một câu: "Nhìn kỹ mặt tao nghe, mai mốt gặp á thì tụi mày né ra giùm tao cái." Lại im re, không có thằng nào lên tiếng. Vậy là chiếc xe cứu thương lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện. Tuấn cầu mong cho mình sẽ còn quay lại cái bệnh viện này nữa để còn gặp lại tụi bảo vệ kia. Biết là xã hội này còn nhiều bất công, nhưng cái tình giữa con người với nhau sao mà nó mong manh quá như vậy. Có lẽ chứng kiến hết toàn bộ sự việc vừa rồi, cho nên lúc trên đường về, hình như bà cụ hơi e dè, sợ sệt đối với Tuấn. Cũng phải thôi, người già mà. Với lại lúc đó chắc nhìn mặt nó cô hồn lắm. Tuấn cũng cố gắng làm thân với bà, rồi nó cũng biết được ông cụ nằm trên cái băng ca kia là chồng của bà. Gia đình đơn chiếc, có ba người con cũng bỏ xứ đi làm xa, thân ai nấy lo. Chỉ có hai vợ chồng ông bà ở quê, ai kiểu gì làm đó. Ông cụ bị tim cũng lâu rồi, nhưng không có tiền chạy chữa. Mấy ngày trước ông phát bệnh nặng, đưa vào trong bệnh viện ở quê, rồi người ta chuyển ông lên trên này. Bác sĩ trên này kêu phải mổ, mà tiền mổ tim đâu có ít cái gì, tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền chữa trị đây. Tuấn ghé xe vào một quán ăn dọc đường cho bà cụ đi vệ sinh, kêu chủ quán làm ba hộp cơm cho nó, làm phần đặc biệt kèm theo mấy chai nước lọc. Nó muốn mời vợ chồng ông bà cụ kia buổi cơm chiều, chắc lâu rồi họ không được ăn ngon như vậy. Vậy tới quê của họ cũng hơn 6 giờ tối. Đường đi vào con đường đất phía trong mới đến được nhà của ông bà cụ, mà xe của nó không thể vô được. Vậy là Tuấn đành phải nhờ mấy anh thanh niên ở gần đó phụ khiêng cái băng ca cùng nó vào bên trong. Vào tới căn nhà, mà thực ra là một cái chồi lá siêu vẹo thì đúng hơn. Chỉ có vợ chồng bà cụ, con cái chẳng ai vậy. Nhìn cảnh bà đang lay quay mở hộp cơm còn lại,
để đút từng muỗng cho ông. Nó lại thấy cay cay nơi khóe mắt. Bữa nay 30 Tết mà, nhà nhà đều sum họp vui vẻ bên nhau, cùng ăn bữa cơm ngày cuối năm trong hạnh phúc. Vậy mà nơi đây vẫn còn có hai mảnh đời thiếu thốn bất hạnh như vậy hay sao? Có lẽ nó xúc động vì hoàn cảnh thiếu thốn của vợ chồng ông bà cụ, xúc động vì cái tình cái nghĩa vợ chồng mà họ vẫn dành cho nhau lúc xế chịu. Nó vét túi, giữ lại vài trăm ngàn đi đường, số còn lại Tuấn gửi tặng hết cho ông bà cụ, coi như của ít lòng nhiều. Nó chỉ mong rằng với một số tiền ít ỏi đó, ông bà có thể sắm sửa ít đồ cho ngày Tết được trọn vẹn. Tới bây giờ, khi nó ngồi viết lại câu chuyện này, không biết ông bà bây giờ ra sao, ông cụ còn hay đã mất. Nhưng thôi, cuộc sống là một vòng tuần hoàn, nếu biết chỉ thêm buồn thôi. Chiếc xe cứu thương lại nổ máy chạy đi. Trên đường về, nó thấy nhà nhà đang chuẩn bị cho đêm giao thừa. Mọi người hình như đang háo hức chờ đón cái thời khắc của năm mới. Nó lại trích thuốc, lại thả ra những làn khói trong vô định. Chợt nó nghĩ, nó may mắn hơn nhiều người đó chứ. Chẳng dám ngước lên nhìn phía trên vì chẳng bằng ai, nhưng nhìn lại xung quanh, nó cảm thấy mình vẫn hạnh phúc hơn bao kẻ khác. Tuấn về tới Sài Gòn cũng gần 11 giờ khuya, nhưng đường phố vẫn ồn ào tấp nập. Gần đến giao thừa rồi mà. Tranh thủ tắm rửa cho sạch sẽ, nó chạy về nhà. Trước khi về quê, Vĩnh Long có đưa chìa khóa nhà cho nó. Em dặn đi dặn lại là giao thừa phải ghé qua đốt nhang trong nhà cho ấm lòng những người đã khuất. Nó mua ít bánh mứt, trái cây, rồi cũng như mọi người xung quanh, đến thời khắc giao thừa lại bày ra trước sân để cúng. Đốt nhang bàn thờ xong, Tuấn pha ly cà phê, ngồi trước nhà nhâm nhi, nhìn ngắm phố phường bước sang năm mới. Đốt điếu thuốc, nó nhìn quanh, cảm thấy hơi cô đơn vì chẳng có ai bên cạnh lúc này. Những cuộc điện thoại của Vĩnh Long, mẹ của nó, em Tàu Lai, Sóc Trăng, thằng bạn thân, rồi bạn bè lại dồn dập gọi tới. Tuấn cũng không quên điện thoại chúc Tết cho anh ít, vẫn câu chúc cũ y xì như mọi năm. Mau mau có vợ giùm thằng em cái đi ông anh à. Nó tiếp tục điện thoại chúc Tết ba mẹ vợ của mình, rồi nói chuyện với thằng nhóc con của nó. Bất ngờ Tuấn nhận được một tin nhắn của điều dưỡng, một tin nhắn chúc Tết kèm theo một lời xin lỗi từ em. Tuấn cũng chẳng phải loại người giận dai, bấm trả lời cảm ơn em kèm theo mấy câu chúc năm mới. Cúng bái xong, cũng tranh thủ dọn dẹp đồ đạc rồi chạy về bãi xe cất xe để ngủ. Mấy ngày nay là mấy ngày cao điểm của tụi nó mà. Chạy về bãi xe thì thấy cả bốn thằng kia, thằng chủ xe và FE đang ngồi uống trà ăn bánh, trái cây, chắc cũng vừa cúng giao thừa xong. Vậy là Tuấn cũng nhập cuộc ăn uống, trà thuốc với tụi nó. Cả bốn thằng tài xế đều không về quê, nên năm nay coi như Tết xa quê rồi. Ăn uống xong thì tranh thủ mà ngủ đi. Vừa đặt lưng xuống chuẩn bị mơ màng thì lần lượt thằng Nha Trang, Bến Tre, Tây Ninh lên tại. Giờ này thì chỉ có tai nạn giao thông, có án mạng thôi. Chỉ còn thằng Lâm Đồng và Tuấn tranh thủ ngủ một chút cho khỏe. Ngủ không được bao nhiêu lâu thì chập chờn nó thấy thằng Lâm Đồng cũng đi, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tới gần 5 giờ sáng thì chuông điện thoại vang lên, tới tài của nó rồi. Mắt nhắm mắt mở lồm cồm đi rửa mặt, rồi ra xe nổ máy phóng đi. Lại là một vụ tai nạn giao thông ở đại lộ Nguyễn Văn Linh. Cũng như nhiều vụ tai nạn khác nó từng làm, cũng là mùi máu, mùi xăng xe, mùi khói nhang nghi ngút. Cái xác là một thanh niên còn trẻ, chắc tầm tuổi của Tuấn trở lại thôi. Nghe nói đi đón giao thừa cùng bạn gái, rồi về cái quán nhậu. Giờ thanh niên này đã nằm xuống mãi mãi. Bạn gái thì đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lại vì bia rượu mà hại thân rồi. Nó lắc đầu ngao ngán, rồi đẩy cái băng ca với cái xác vào trong xe. Vì nạn nhân ở Sài Gòn nên người nhà cũng kịp ra tới hiện trường, rồi theo xe cứu thương về Bình Hưng Hòa. Ngồi nhìn cảnh người thân vật vã khóc than, kêu gào, mà Tuấn thấy thật xót xa cho họ. Mới bước qua giao thừa có mấy tiếng đồng hồ, cái Tết cũng chưa kịp đến trọn vẹn với gia đình họ. Có lẽ người thanh niên đang nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia còn chưa kịp
nói những lời chúc mừng năm mới với gia đình của mình. Bước ra xe lấy gói thuốc để hút, nó thấy khứa chủ trại hòm đang nói chuyện với người thân của người thanh niên xấu số kia. Vậy là một cái quan tài kèm theo dịch vụ mai táng được bán với giá 25 triệu. Trong khi đó, Tuấn biết giá gốc chỉ từ hơn 2 triệu cho tới 10 triệu cho chất lượng từng loại quan tài. Thôi chuyện ai nấy làm, nó đốt điếu thuốc rồi trích lên từng hơi. Chết là hết. Câu nói này chính xác, nhưng còn những người ở lại thì sao? Chắc chắn là họ cần phải có một thời gian dài lắm để nguôi ngoai đi nỗi đau, nỗi mất mát như thế này. Rồi những ngày Tết cũng qua đi, trả lại cho Sài Gòn nhộn nhịp, ồn ào tấp nập vốn có. Dòng người từ mọi miền đất nước lại lũ lượt đổ về Sài Gòn, bắt đầu một năm học tập, mưu sinh ở cái miền đất hứa này. Tuấn cũng vậy, vẫn tiếp tục cuộc sống xuôi ngược trên những chuyến xe cứu thương. Tối hôm đó khoảng 11 giờ khuya, có điện thoại của thằng chủ xe, lại lên đường. Tiếng còi xe hú vang trong đêm, chiếc xe lao nhanh về hướng cầu Bình Lợi, cái cầu nối giữa Bình Thạnh và Thủ Đức. Thằng chủ xe báo với nó, ca này đã được bên hội từ thiện thanh toán hết, chắc lại là một hoàn cảnh khó khăn đặc biệt rồi đây. Ra tới nơi, Tuấn được bên công an hướng dẫn chạy vào một con đường nhỏ dẫn ra phía bờ sông. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó mới biết cái con đường này là một con đường không tên. Đậu chiếc xe cứu thương gần chiếc xe cứu hộ và cứu nạn của bên cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nó lại đốt điếu thuốc hút cho ấm, vì gần bờ sông buổi tối hơi lạnh. Nó nghĩ thầm, chắc lại là một ca chết đuối nữa rồi. Xung quanh những ánh đèn sáng choang được kéo ra chỗ bờ sông, nơi có một dãy mấy chiếc tàu xuồng cũ kỹ đang đậu san sát gần nhau. Tuấn kéo chiếc băng ca ra khỏi chiếc xe cứu thương, tiến về phía chỗ đám người đang tập trung nhốn nháo. Bước chậm chậm trẻ đám người đang bu xung quanh, nó nghe mấy tiếng khóc sụt sùi xen lẫn trong đám người, rồi tiếng gào khóc của một người đàn ông và một người phụ nữ bên cạnh cái xác trắng bệch ướt nhẹm của một thằng nhỏ, chắc cũng mới 4-5 tuổi. Cái xác đã được đặt ngay ngắn trên một tấm ni lông, một bó nhang nghi ngút khói được cắm xuống phía trên đầu cái xác. Thấy mấy ông anh bên đội cứu hộ cứu nạn đang chuẩn bị dọn dẹp những bình oxy nhỏ dùng cho việc lặn sâu dưới nước, chắc là cái xác thằng nhỏ mới được dớt lên. Chiếc xe cứu hộ cứu nạn cũng rời đi, nhường chỗ cho bên công an làm việc. Tuấn ngồi bên cạnh chiếc băng ca, lặng lẽ trút thêm điếu thuốc rồi châm lửa. Chắc phải cho bên công an làm việc xong mới tới lượt của nó. Thấy có một ông chú lớn tuổi cũng đứng gần nên Tuấn bắt chuyện cho đỡ buồn, chắc cũng là dân địa phương sống ở gần đây. Ông chú đưa điếu thuốc mà nó vừa mời lên môi, Tuấn châm lửa mồi thuốc cho chú. Vậy là hai chú cháu ngồi trên cái bờ sông, vừa hút thuốc vừa nghe ông chú kể về cái chết của thằng nhỏ, kể về những mảng đời ở cái xóm nghèo giữa lòng Sài Gòn xa hoa này. Không biết phải nên dùng từ làng chài hay xóm nghèo nữa, bởi cái làng chài thì phải sống bằng nghề đánh bắt cá tôm, nhưng chỗ này việc đánh bắt cá tôm thì ít, vì sông Sài Gòn có còn nhiều tôm nhiều cá nữa đâu mà bắt. Còn xóm nghèo thì cũng có phần không chính xác. Nghèo thì đúng theo cách nói, nhưng thực sự những người ở đây họ đều không có nhà cửa đàng hoàng. Ngôi nhà của họ chính xác là những chiếc ghe, chiếc xuồng có gắn mái cô le đã quá cũ kỹ theo năm tháng. Những người sinh sống ở đây đa phần là người nhập cư. Thời gian trước nước sông Sài Gòn chưa ô nhiễm thì cá tôm còn nhiều. Sau này đất chật người đông, nước sông ô nhiễm đi, cá tôm cũng cạn dần. Cái nghề chính của những người ở đây không đủ để cho họ mưu sinh qua ngày. Người thì chuyển qua làm công nhân, người thì đi mò sát vụn, ve chai dưới những lòng sông lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Người thì đi bắt trùng chỉ để bán cho mấy chỗ nuôi cá kiển. Còn cái gia đình vừa mất một đứa bé trai cũng là một trong những gia đình sống ở cái xóm chài nghèo này. Người chồng hàng ngày lên bờ làm bốc vác cho cái xưởng gần đây, người vợ thì làm giúp việc cho quán cơm. Vì không có đủ giấy tờ cho nên phải gửi thằng bé ở một chỗ giữ trẻ bên ngoài, chiều mới đón về. Chiều nay đang lui cui nấu cơm,
chị vợ vẫn để cho thằng nhỏ trên ghe như mọi khi. Vừa nghe xong cuộc điện thoại thì nghe tiếng nó rơi xuống nước. Chị nhảy theo nhưng không kịp. Bữa nay nước chảy xiết quá. Vợ chồng họ nghèo, chỉ dám đẻ một đứa duy nhất. Hy vọng sẽ lo cho nó ăn học đủ đầy, sau này không cực khổ như ba mẹ của nó. Vậy mà cái xác của nó bị nước cuốn trôi hơn một cây số. Thợ lặn tới kiếm từ chiều tới giờ mới thấy được. Tôi ngồi im lặng ở đó, giọng của ông chú trầm buồn, cứ kể đều đều câu chuyện. Lâu lâu lại thở dài ra một tiếng. Bỗng nó chợt hỏi chú: Sao mấy người ở đây không lên bờ kiếm cái gì ổn định để làm chú hả? Hoặc là sắm sửa mấy chiếc ghe mới, chứ con nhìn sập sệ quá. Ở mưa bão dòng gió lớn thì hiu lắm. Ông chú cười, một nụ cười như chứa nhiều nỗi ưu tư trong đó. Dân ở đây đa số không có được học hành, rồi giấy tờ tùy thân người có người không. Cũng muốn lên bờ lắm chứ con, nhưng mà không có giấy tờ rồi biết làm gì. Tuấn lại im lặng để nghe ông chú nói tiếp. Ôi, chạy ăn từng bữa cũng khó khăn, huống hồ gì dư tiền để mà sửa chữa hay là mua ghe mới chứ. Trời càng về khuya, hơi lạnh bốc lên từ ngoài sông làm cho nó khẽ trùng mình. Tuấn ngồi trích từng hơi thuốc cùng với ông chú, im lặng hướng mắt về phía dòng sông ở trước mặt. Nó cũng thường chạy qua chạy lại cái cầu Bình Lợi này không biết bao nhiêu lần, nhưng hình như nó chưa hề biết đến có sự tồn tại của một cái xóm chài ở giữa lòng Sài Gòn như thế này. Nhìn xung quanh cũng là những tòa nhà cao tầng sang trọng. Không biết những người trên đó, trên mấy cái tòa nhà đó, hàng ngày họ có nhìn xuống để thấy được một cái xóm nghèo như thế này hay không? Có thấy được những mảnh đời với cái kiếp thương hộ tạm bợ. Rồi cái xác của thằng nhỏ cũng được đưa lên xe, ba mẹ của nó cũng lên xe theo. Những tiếng gọi tên của nó cứ vang lên, kèm theo những tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ nó, của ba nó. Giao à, đừng bỏ ba mẹ con ơi. Nghe cái tên của thằng nhỏ, Tuấn cũng hiểu được chắc ba mẹ nó gửi gắm nhiều hy vọng cho nó lắm. Khi mà mọi thủ tục pháp y đã xong ở Bình Hưng Hòa, một chiếc quan tài nhỏ của bên từ thiện được đem tới. Tuấn thấy ba mẹ của nó lôi ra bên trong cái giỏ sách những món đồ chơi: xe tăng, siêu nhân, súng nhựa. Tất cả đã cũ mềm. Chắc đây là những món đồ chơi hàng ngày của nó. Họ bỏ tất cả vào cái quan cho nó khi khâm liệm. Tuấn ước gì lúc đó là ban ngày, để nó có thể chạy ra kiếm vài món đồ chơi mới cho thằng nhỏ. Nó còn nhỏ quá mà. Hôm nay có lẽ sẽ khác với mọi khi. Không có chuyến xe chở thằng bé về quê hương, Tuấn chỉ đưa thằng nhỏ về đây. Sau khi khâm liệm thì các quan tài sẽ được đưa qua bên khu hỏa táng. Bên hội từ thiện chỉ có thể lo cho nó cái quan tài, chi phí hỏa táng theo nguyện vọng của ba má nó thôi. Tiền mua quan tài cho nó mà còn phải xin từ thiện thì lấy đâu ra chi phí mà chôn cất chứ. Nhìn theo hướng cái quan tài nhỏ đang được đẩy qua khu vực hỏa táng, bóng dáng của ba mẹ nó thất thiểu đi theo sau. Tiếng bài kinh cầu siêu vang lên trong đêm vắng. Sau Tuấn thấy cặp vợ chồng này, ông chú vừa lúc nãy mới quen, rồi những người dân ở xóm chài đó, tất cả họ đều giống như đám lục bình cùng trôi trên dòng sông, cứ nhấp nhô, bập bệnh, xuôi theo những con nước lớn nước trong. Chiếc xe máy của Tuấn tấp vào vỉa hè, cách một khoảng xa với nhà vợ cũ của mình. Hôm nay tranh lúc chưa lên tài, nó định chạy qua thăm thằng nhóc con. Nhưng khi qua tới nơi thì nó thấy nhà vợ hình như đang chuẩn bị tổ chức tiệc tùng gì đó. Tuấn đành đậu xe ở một góc đường, rồi móc điện thoại ra bấm số của vợ cũ. Sau mấy hồi chuông, vợ nó cũng bắt máy. À, có gì không anh? À, anh định ghé thăm thằng Kobe,
nhưng mà thấy nhà có thiệt hay. Thấy thái độ của em hơi ngập ngừng ở đầu dây bên kia, nó nói thêm: có gì không em? Nếu mà không tiện á thì bữa khác anh qua cũng được. Sau một lúc im lặng, vợ nó từ từ nói tiếp: Em có chuyện này muốn nói với anh. Bữa nay là ngày bạn trai mới của em dắt gia đình bên đó qua để gặp mặt bên gia đình của em á. Tuấn im lặng nghe từng lời của vợ nó trong điện thoại. Coi như giữa anh với em đã kết thúc. Sau này nếu anh muốn thăm con thì cứ qua đón nó đi chơi. Tôi thì gần tới giờ bên kia qua rồi, em còn xuống nhà để chuẩn bị. Tôi nha anh. Nó vẫn im lặng không nói được câu nào cho tới khi vợ nó cúp máy đi. Quay lại nhìn căn nhà cũ của gia đình em, mọi người vẫn ra vô chuẩn bị cho buổi tiệc. Có lẽ nó phải chấp nhận cái sự thật này thôi. Biết là vợ chồng Tuấn đã kết thúc từ lâu, từ cái ngày vợ chồng nó cùng ký vào tờ đơn ly hôn. Nhưng cái tình nghĩa vợ chồng đâu thể nói quên là quên được. Có những chuyện buộc lòng phải trải qua, trải qua để biết mà quý trọng. Bây giờ nó chỉ biết tặc lưỡi thở dài và cầu mong cho vợ mình sẽ gặp một người đàn ông xứng đáng hơn nó. Bất chợt nhận ra chiếc xe máy đang đậu chính là nơi mà lúc trước nó vẫn thường đứng để đợi em khi mới quen nhau. Cái góc nhỏ này với biết bao nhiêu kỷ niệm của những lần đón đưa. Rồi đây chắc chỉ còn là những hoài niệm trong nó mà thôi. Tuấn nổ máy, chiếc xe phóng đi, bỏ lại phía sau căn nhà nơi mà vợ cũ của nó đang chuẩn bị đón nhận niềm hạnh phúc mới. Nó cứ phóng chạy trong cơn vô định. Nó không biết mình vừa chạy bao nhiêu con đường, nhưng hình như nó không thể trốn tránh được cái thực tại hiện giờ. Nó cứ lang thang như vậy cho tới khi chuông điện thoại reo vang kéo nó trở về với thực tại. Tuấn phải trở về với công việc thường ngày của nó. Tối hôm nay không như thường lệ, Tuấn lái chiếc xe cứu thương ra khu nhà vĩnh biệt của bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Thuận Kiều để lấy xác. Mà hình như Tuấn biết rằng thằng chủ xe cũng đang liên kết với mấy khứa cò ở ngoài này những lúc tụi nó hết xe cứu thương. Cánh cổng của nhà vĩnh biệt mở ra, Tuấn gật đầu chào xã giao ông chú bảo vệ, rồi cho chiếc xe của mình tiến chậm chậm vào bên trong. Đây là lần đầu tiên nó vào đây lấy xác nên cảm giác có phần hơi lạ lẫm. Lùi xe đậu gần sát vào dãy hành lang theo hướng dẫn của bảo vệ, Tuấn móc điện thoại ra alo cho bên trại hồn theo số điện thoại mà thằng chủ xe đã cho. Giọng của một người đàn ông lớn tuổi bắt máy, Tuấn giới thiệu bên chỗ chủ xe kêu tới. Cứ kêu nó chờ vì đang mổ tử thi. Bước xuống xe, Tuấn thấy trong hành lang có cái tivi để trên cái bàn cây đang chiếu tuồng cải lương. Xung quanh không có ai coi. Đã trong này cái không khí nó lạnh lẽo u buồn rồi mà còn mở cái lương chi vậy trời. Tuấn nghĩ chi trong bụng. Thấy cái ghế salon gần đó, nó định bước vô ngồi hút thuốc trong thời gian chờ đợi thì chợt nghe có tiếng kêu sau lưng. Ê, đi đâu vậy mày? Tuấn quay lại nhìn thì ra là Khứa bảo vệ. Thôi thì quay ra mời Khứa điếu thuốc làm quen. Nó bước lại chỗ cái bàn, cười vui vẻ rồi mời Khứa điếu thuốc. Khứa phì phèo hút rồi hỏi nó: Ủa, mày chạy cho bên nào mà sao tao thấy lạ vậy? Nó vừa trích một hơi rồi trả lời: Dạ, con mới vô đây lần đầu hả chú? Đang đợi lấy cái xác trong kia. Mới điện thoại cho bên trại hồn mà kêu chờ vì đang mổ ở trong á. Ừ, đang mổ. Mà mày đừng có vô ngồi ở cái ghế salon trong kia nha. Tuấn thắc mắc. Nó nghĩ không lẽ cái ghế đó dành riêng cho sếp nào ở đây hay sao. Tò mò, Tuấn mới hỏi: Ủa, sao vậy chú? Cứ nhìn vô cái ghế salon rồi lại nhìn nó với cái giọng nho nhỏ vừa đủ nghe. Cái ghế đó của mấy người khuất mặt, người ta ngồi coi tivi đó. Mày thấy cái tivi đó không? Ở đây mở suốt ngày đêm, không ai dám tắt đâu. Mày tới đây lần đầu, tao nói để biết mà né ra chỗ khác. Tuấn gật gù cảm ơn Khứa bảo vệ. Nó cũng là một người tin vào chuyện tâm linh nên mấy cái vụ này tốt nhất cứ tin cho chắc. Nhìn về hướng cái ghế salon, Tuấn hơi lạnh sống lưng. Lại tưởng tượng chắc có ai đó đang ngồi trên đó coi cải lương, mặc dù chưa thấy có gì lạ thường. Đứng một lúc cũng chán, nó xin phép Khứa bảo vệ đi một vòng cho biết.
Vừa bước được mấy bước vào phía bên trong thì Tuấn thấy mấy thằng thanh niên cũng bước ra từ trong một căn phòng sáng đèn. Bỗng một thằng nhìn nó rồi lên tiếng hỏi: "Ủa, đi đâu vô đây vậy anh Tuấn?" Tuấn ngạc nhiên nhìn kỹ cái thằng vừa hỏi thì ra là một thằng em khi xưa của Tuấn ở ngoài xã hội. Nó cũng là thằng trẻ tuổi nhưng cũng có số má. Tuấn cười rồi nói: "Tao vô chợ sắt, lúc trời tao chạy cứu thương mày." Thằng em bước tới mừng trở giới thiệu Tuấn với mấy thằng đi chung, rồi nó hỏi: "Rồi anh bỏ giang hồ luôn hả anh Tuấn? Mấy lần qua bên quận 8 chơi mà điện thoại anh có được đâu?" "Cũng phải có lúc dừng chân chứ, làm nhà báo hoài sao được mày. Mà mày vô đây có vụ gì hả?" Nét mặt thằng em quận 4 hơi buồn, nó nói: "Thằng bạn em nó bị tai nạn, mới chết đưa vô đây nè." "Ủa, bị cái gì mà dữ vậy?" "Nó rất nại anh ơi." Thằng em trả lời tỉnh queo. Tuấn lại tò mò hỏi tiếp: "Tự xử hay là đụng ai không?" Nó thở dài một tiếng rồi trả lời tiếp câu hỏi: "Tự xử anh đi." Tuấn im lặng móc cúi thuốc ra mời nó và mấy thằng kia. Hút được mấy hơi, Tuấn nói: "Vậy là tao với bạn mày có duyên rồi. Tao vô chợ bạn mày về đó." Bỗng nhiên thằng em quận 4 nhìn nó rồi hỏi: "Ủa, vậy anh với mấy thằng bên trại hòm là sao vậy anh?" Tuấn bình thản trả lời: "Sao trăng mẹ gì, chủ xe bên tao làm ăn qua lại với nó, điều xe vô đây lấy xác thôi. Mặt mũi nó ra sao tao còn không biết. Mà có chuyện gì sao?" "Mẹ tụi nó, mấy cái thằng đó ép gia đình thằng bạn em mua hòm, không mua thì khỏi lấy xác ra. Tụi nó chắc cũng chưa biết tụi em là ai, cho nên hăm he này nọ nãy giờ. Bây giờ em tính về gom quân nè, qua lấy xác thằng bạn em vậy." Vậy là cũng lại gặp thêm một thằng chủ trại hòm âm binh mắc ma rồi. Tuấn kể lại cái vụ lúc trước nó cũng từng đụng phải cho thằng em nghe, rồi lên tiếng hỏi: "Ủa, mà bên giao thông với pháp y đũa mổ xong chưa? Nếu chưa mổ mà tụi mày kéo qua là bậy đó nghe." "Mới mổ xong rồi anh, ký bàn giao cho gia đình luôn rồi. Mà mấy cái thằng kia nó làm khó cái vụ mua hòm. Nó báo cái hòm với xe đưa về bên quận 4 là 25 triệu. Chút nữa tụi mày lấy xác của thằng bạn mày ra thì cứ để lên xe của tao, tao chở nó về nhà cho, đừng suy nghĩ vụ tiền bạc." Thằng em cảm ơn Tuấn rồi tụi nó nhanh chóng bước ra khỏi khu nhà vĩnh biệt. Tuấn bước lại ngồi xuống bên bậc thềm của dãy hành lang, lại móc điếu thuốc ra châm lửa. Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, nó ngồi đó co ro hút thuốc. Phải chăng vì cái lạnh của cơn mưa bất chợt, hay là vì chính cái lạnh của thứ gọi là tình người? Hơn 30 phút sau, nó nghe thấy nhiều tiếng động cơ xe máy dừng lại phía bên ngoài cánh cửa của khu nhà vĩnh biệt. Tiếng đập cửa vang lên. Bảo vệ vừa hé mở cái cửa ra thì khoảng hơn chục thằng tràn vô bên trong. Trên tay thằng nào cũng cầm theo đồ chơi. Cứ bảo vệ chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chân lùi về phía cái bàn trực, đứng im không dám nói gì. Tuấn thấy thằng em quận 4 dẫn đầu đám thanh niên này. Nó nhìn thấy Tuấn liền gật đầu chào. Tuấn vẫn ngồi đó mà nói: "À, đừng có làm ẩu nha, vô đem bạn về là được rồi." Nó gật đầu rồi chạy nhanh vô trong căn phòng lớn đang sáng đèn lúc nãy. Tuấn thấy tụi này quá nhanh quá nguy hiểm rồi, đúng là giang hồ quận 4 có khác. Nó nghe có tiếng la, tiếng chửi thệ phát ra từ trong căn phòng mà tụi kia kéo vô. Rồi bốn người đàn ông chạy ra khỏi cái phòng đó. Tuấn thấy một trong số đó vừa chạy vừa ôm cái đầu đang chảy máu, chắc là mấy thằng bên trại hòm. Cũng vừa cho mấy con cần cần này, tụi nó chạy nhanh ra khỏi cổng của nhà vĩnh biệt. Những tiếng bước chân nhanh chóng tiếp tục bước ra từ căn phòng kia. Thằng em quận 4 đang cõng trên người nó là một cái xác. Vài thằng đi theo phía sau thì đỡ cho cái xác đừng có ngã ngược ra phía sau. Ai nói giang hồ là xấu đâu, cũng có thằng này thằng kia, nhưng cái tình cái nghĩa của tụi này cũng đáng để cho Tuấn phải nể lắm. Tuấn nhanh chóng bước ra xe mở cốp, để thằng em quận 4 đặt cái xác của bạn nó lên cái băng ca ở bên trong xe. Mấy thằng kia cũng nhảy theo lên xe của Tuấn để ngồi. Tiếng la lớn mở cửa của một thằng nào đó làm cho ông bảo vệ giật mình. Cứ lẹ làng chạy ra
nhanh mở cánh cửa để chiếc xe cứu thương của Tuấn từ từ chạy ra ngoài đường. Mưa vẫn cứ lất phất rơi. Chiếc xe cứu thương lặng lẽ chở cái xác bạn của thằng em Quận Tư. Phía sau là khoảng chục chiếc xe máy chạy theo. Mặc dù bây giờ Quận Tư không còn cái danh tiếng giang hồ như lúc xưa, khi nhắc đến cũng làm cho lạnh sống lưng những người dân lương thiện ở Sài Gòn. Nhưng Tuấn vẫn thấy hình bóng của một Quận Tư ngày nào qua thằng em vừa rồi. Nó làm Tuấn nhớ tới những cái tên như Phong Khùng, Dũng Chùa, Cô Nhất, Lý Lệ Qua, Quang Chùa, Bãi Bò. Những cái tên làm cho Quận Tư nổi danh một thời. Chiếc xe cứu thương dừng lại trước con hẻm khu 20 thước. Nơi này bây giờ là một con đường ăn uống náo nhiệt. Nhưng hồi xưa nếu bước vô đây, Tuấn nghĩ không dành cho những người yếu bóng vía. Người nhà của cái xác đang nằm trên xe đã chuẩn bị sẵn một cái ghế bố dài cho nó. Cái xác được đặt qua cái ghế bố và khoảng 6-7 thằng khiêng vào trong con hẻm nhỏ. Tiếng khóc lóc la hét làm náo loạn cả con hẻm. Thằng em Quận Tư móc ra đưa cho Tuấn mấy tờ 500 ngàn, nhưng Tuấn ngăn nó lại. Nè, tiền bạc mẹ gì, tranh thủ lo hậu sự của bạn đi. Nó nhìn Tuấn với vẻ hơi ngại ngùng. Vậy là dướng cái nghĩa của anh rồi. Anh cho em lại số điện thoại mới của anh đi, bữa nào em qua anh chơi. Nghĩa mẹ gì bệ, anh em giúp nhau thôi, có dịp thì gặp lại. Tuấn quay bước lên xe, không kịp để cho nó xin số điện thoại lần nữa. Định chạy xe đi, nhưng bất chợt nó kêu lớn thằng em Quận Tư. Nè, đốt cho thằng bạn mày giùm tao cây nhang nghe mày. Thằng em cười rồi nói lớn với theo. Dạ, ok rồi. Tuấn phóng xe đi. Thật sự từ lâu nó đã không muốn dính dáng tới những chuyện xã hội, chỉ muốn một cuộc sống bình yên. Nhưng sao cuộc đời cứ đưa đẩy nó gặp những chuyện không yên bình. Mà thôi kệ mẹ, giúp được ai thì giúp, đời cứ đẩy thì mình cứ đưa thôi. Nó nở một nụ cười. Về tới bãi xe, Tuấn thấy thằng chủ xe đã đợi sẵn. Nó hỏi Tuấn cái vụ vừa rồi là sao, vì nghe tụi trại hòm nói lại là có một đám tràn vô đập tụi nó rồi lấy cái xác đi. Mà chiếc xe chở xác đi là xe của Tuấn chạy. Tuấn ậm ừ giải thích, tại tụi giang hồ nó ép nó chạy. Thấy tụi nó thằng nào cũng có đồ chơi nên Tuấn phải làm theo. Chuyện chỉ có vậy thôi. Lúc đó Tuấn móc tiền túi của nó 500 ngàn đưa cho thằng chủ xe, nói là tụi giang hồ trả tiền xe. Thằng chủ xe nhận tiền, im lặng không nói gì. Tuấn không biết nó có tin câu chuyện vừa rồi mà Tuấn đặt ra hay không. Mà nó có tin hay không Tuấn cũng không quan trọng. Tuấn bước lên phòng nằm vật xuống giường. Ngoài trời vẫn cứ mưa. Tự nhiên tối nay nó lại muốn nghe mấy bài nhạc chế của Tùng Chùa. Đã lâu lắm rồi nó không nghe mấy bài nhạc này. Gắn cái phone vào tai, tiếng hát khàn đục quen thuộc của Tùng Chùa đưa nó vào giấc ngủ ngon lành. Làm kiếp giang hồ đó, anh chấp nhận thương đau, em chớ hỏi tại sao. Ừ, thì kiếp giang hồ bị người đời kêu là những thằng du đảng, nhưng đâu phải thằng giang hồ nào cũng tàn ác xấu xa hết đâu. Những người như thằng em Quận Tư, thằng bạn thân của nó, thì chắc chắn là cái nhân cách sống với anh em, với đồng loại sẽ hơn hẳn những cứ bác sĩ, y tá mà Tuấn từng đưa bao thư giùm thằng chủ xe cho những lần móc nối chuyển bệnh đi. Mong là cái xã hội này sẽ cho những người như tụi nó cái lương thiện nhiều hơn, để tụi nó có thể làm lại cuộc đời mới. Cũng giống như Tuấn từng là một thằng sống cái kiếp giang hồ đó. Tuấn lại ngủ mơ, mơ về những kỷ niệm với người vợ cũ của mình. Những chuyến xe từ thiện ngày càng nhiều hơn. Thằng chủ xe lại rục rịch sắm thêm hai chiếc mới. Mà Tuấn nghe nói là nó sắm xe mới 100%, không phải xe đã qua sử dụng. Tính ra kinh doanh trên hai chữ từ thiện cũng mau dạo quá. Đúng là đồng tiền có sức hút ghê thiệt. Nó làm thay đổi tính cách một con người thật nhanh chóng.
thằng chủ xe kết nối với những mạnh thường quân, tiền từ đó trả cho những chuyến xe từ thiện và cả ít tiền của những bệnh nhân nghèo, tất cả đều về túi của thằng chủ xe. Nó ăn cả hai đầu. Đôi khi Tuấn thấy tiền xe từ thiện mà thằng chủ xe còn tính cao hơn bình thường. Tuấn vẫn ngược xuôi trên những chuyến xe, vẫn đưa những bệnh nhân, những cái xác về tới quê nhà của họ. Có điều sự tôn trọng của nó dành cho thằng chủ xe không còn được như lúc trước. Bây giờ đơn giản chỉ là một mối quan hệ giữa một thằng lái xe và một thằng chủ xe vậy thôi. Tuấn bỏ sức lao động ra để kiếm tiền, và nó vui khi chính mình là người đưa những mảnh đời kém may mắn về cái nơi họ muốn về. Hình như nó là niềm vui an ủi của Tuấn trong lúc này. Và cuộc sống cứ thế trôi qua bình yên cho tới một ngày cuối tháng 8 năm 2016, là cái ngày mà Tuấn không thể nào quên được. Nó đã trải qua những giây phút thật sự kinh hoàng, và tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc đối với nó. Và rồi như một định mệnh, cái biến cố đó lại rẽ cuộc đời của Tuấn sang một trang mới. Vừa đá dĩa cơm bụi buổi tối xong, còn đang phì phèo điếu thuốc trên môi, thì Tuấn nhận được điện thoại của thằng chủ xe. Có một ca ở nhà xác bệnh viện Bình Tân. Thời tiết những ngày cuối tháng 8 bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, cho nên cơn mưa cứ dai dẳng. Lùi xe vào trong khuôn viên của nhà xác bệnh viện, Tuấn đã thấy một cái quan tài đã được tẩm lịm và đóng nắp, khói nhang nghi ngút. Bước xuống xe, nó mở cốp rồi cột cái băng ca ép sát vào thành xe để chút nữa có chỗ cho cái quan tài. Đốt điếu thuốc, nó bước lại chỗ chủ trại hòm của khu vực ở đây. Cũng đã quen biết trước cho nên Tuấn hỏi: nam hay nữ vậy anh? Chủ trại hòm vừa lấy điếu thuốc mà Tuấn mời vừa trả lời: Nam em ơi, tai nạn giao thông á. Tuấn nghĩ chắc là đưa cho bệnh viện mới chết, chứ chết ngoài đường là sẽ gặp nó rồi. Thằng chủ trại hòm nói tiếp: nghe bên công an nói, người này đang trượt theo hai thằng giật độ, bị tụi nó ép xe rồi mất lái tự gây tai nạn rồi. Nó im lặng nhìn cái quan tài. Sài Gòn là vậy đó, cứ ra đường là gặp cướp bất kể ngày đêm, lại một mạng người vì cái tuổi khốn nạn đó. Rồi chiếc xe cứu thương lại lầm lũi trong cơn mưa đêm, phía sau là cái quan tài cùng với hai người nhà của nạn nhân xấu số kia. Cơn mưa cứ dai dẳng theo chuyến xe của nó suốt theo dọc hành trình về tới huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Tuấn nhớ là nó có chạy ngang nhà ga sông Mau, tới chỗ thì cũng hơn 3 giờ sáng. Thu tiền cước vận chuyển xong, nó quay xe về lại Sài Gòn. Cơn mưa đã bớt nặng hạt hơn, nhưng vẫn còn lất phất. Cũng đã 4 giờ sáng, Tuấn quyết định tấp vào cái quán cà phê bên đường. Vệ sinh cá nhân xong thì làm ly cà phê cho tỉnh táo. Mưa vẫn cứ rơi, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên thật ẩm ướt. Uống xong ly cà phê nóng, hút hết mấy điếu thuốc, Tuấn tỉnh táo đứng dậy tính tiền rồi lên xe tiếp tục chặng đường về lại Sài Gòn. Đối với Tuấn thì việc lái xe đêm là chuyện bình thường, vì nó đã quá quen với công việc này rồi. Nhưng hôm nay đáng lẽ ra nó phải nên chợp mắt chút xíu để cho qua cái khoảng thời gian mà những người lái xe đường dài thường hay tránh, đó là nhất chạng vạng, nhì rạng đông. Vì những khoảng thời gian này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Buổi chạng vạng tranh tối tranh sáng thì tầm nhìn hạn chế đi rất nhiều. Còn buổi trạng đông là lúc giấc ngủ ngon nhất, chính là lúc người lái xe rất dễ ngủ gục sau một đêm dài lái xe. Và hôm nay Tuấn đã gặp phải trường hợp như vậy. Lúc này cũng đã 5 giờ sáng, nhưng vì có mưa nên bầu trời vẫn còn xám xịt. Chiếc xe cứu thương của nó vẫn chạy đều đều với tốc độ 70-80. Vì trời còn tối cho nên Tuấn vẫn mở đèn xe. Những chiếc xe chiều ngược lại cũng như vậy. Bất chợt bên làn đường đối diện, ánh đèn của một chiếc xe nào đó cứ lấn dần sang làn đường của chiếc xe cứu thương. Lúc đầu Tuấn nghĩ rằng chiếc xe đang đánh lái để tránh cái gì đó, rồi Tuấn lại từ từ đạp thắng để giảm tốc độ đi. Chiếc xe kia vẫn cứ từ từ lao hẳn sang phần đường bên này. Lúc này Tuấn cũng lơ mơ hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nó đạp thắng để dừng hẳn chiếc xe cứu thương, bóp kèn liên tục, nhưng đã quá muộn. Chiếc xe kia vẫn lao đến và nó không hề giảm tốc độ đi. Chiếc xe cứu thương dừng lại hẳn ở bên đường. Tuấn ngồi trên đó bất lực nhìn chiếc xe tải đang lao tới. Sự việc diễn ra quá nhanh,
và nó đã cố gắng xử lý tình huống hết mức có thể để tránh một vụ tai nạn. Thế nhưng mà Tuấn chỉ nghe một tiếng đùng chát chúa vang lên. Đầu óc của nó choáng váng vì cái lực đâm trực diện vừa rồi. Nó nghĩ chắc mình sẽ chết trước khi nó nhắm mắt gục đầu qua một bên rồi liệm đi. Nó không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra lại thấy nó vẫn ngồi trên ghế lái. Thấy Tuấn mở mắt và có cử động thì ai đó đứng gần la lên: "À, tài xế còn sống, tài xế còn sống đó." Vậy là Tuấn biết mình vẫn còn sống. Lúc này trời đã tờ mờ cho nên nó có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Chiếc xe cứu thương của nó giờ chỉ là một mớ hỗn độn, mấy khung cửa mấp méo, đồ đạc văng ra tứ tung. Cái vô lăng trước mặt Tuấn bị uốn éo, không còn hình dạng như cũ nữa, và hình như nó đang ép chặt vào người của Tuấn. Định nhoài người ra khỏi cái đống sắt thép này, nhưng hai chân của nó bị kẹt cứng lại. Rồi một cảm giác đau nhức chạy dọc khắp thân thể. Tuấn đang tự hỏi chuyện gì xảy ra với mình vậy chứ? Nó không thể nhúc nhích được. Hình như cái chân trái của Tuấn không còn cảm giác nữa, còn chân phải thì đau lắm. Tuấn cảm giác trên trán của mình có cái gì đó sệt sệt. Cố gắng lấy tay rờ lên thì mới biết đó là máu. Đầu óc của nó lúc này bắt đầu hoang mang, cứ quay cuồng. Chắc là lúc đó nó bị mất nhiều máu quá. Cái áo mà Tuấn đang mặc cũng ướt nhèm đi vì nước mưa và máu. Nó vẫn ngồi trên ghế, cổ họng khô rát. Mỗi lần thở mạnh là lồng ngực của nó lại nhói lên. Nhìn thẳng ra phía trước mặt, cách đó khoảng 9-10 mét là chiếc xe tải đang nằm đó. Phần đầu cũng mớp méo, nhưng chắc là ít hơn nhiều so với chiếc xe cứu thương của Tuấn. Chắc là nó đâm vô làm chiếc xe cứu thương bị đẩy lùi ra phía sau. Xung quanh mình Tuấn nghe có nhiều tiếng nói, tiếng la. Rồi ai đó đang lấy xà beng cạy cái đống sắt ra để kéo nó ra nhưng không được. Tuấn cố gắng đọc lại số điện thoại của thằng chủ xe cho những người xung quanh. Lúc này Tuấn cảm nhận rất rõ ràng cơn đau nhói. Nó len lỏi vào từng thớ thịt trên người của mình. Những giọt nước mưa tạt vào mặt nó, máu trên trán vẫn còn chảy xuống. Cái lạnh từ từ thấm vào làm cho những cơn đau cứ tăng thêm. Tuấn vẫn ngồi đó, kẹt cứng trong chiếc xe. Nó đang cảm nhận rõ từng giây từng phút trôi qua, những khoảnh khắc kinh hoàng mà nó không thể nào quên được. Có lẽ Tuấn đang cảm thấy cái chết đang từ từ đến với mình, và nó chỉ biết bất lực ngồi đó mà cảm nhận từng chút một mà thôi. Rồi sau đó có một chiếc xe cẩu chạy tới. Nó thấy mấy người dùng cái dây xích móc vào phần đầu của chiếc xe cứu thương, đầu kia thì móc vào chiếc xe cẩu. Rồi cứ thế chiếc xe cẩu kéo từ từ cho phần đầu bung ra. Lúc Tuấn được kéo ra khỏi chiếc xe thì toàn thân trả trời, nó lại liệm đi. Khi mở mắt tỉnh dậy, Tuấn thấy mình đang nằm trên cái băng ca ở trong phòng cấp cứu. Hình như là cái chân trái của nó đã được nẹp lại cố định, chắc gãy xương mẹ nó rồi. Lâu lâu lại có y tá hoặc bác sĩ bước lại hỏi thăm nó. Mấy vết thương trên người cũng được sơ cứu cầm máu. Tuấn vẫn nằm đó trên cái băng ca lạnh lẽo, mắt nó cứ nhìn lên trần nhà. Xung quanh chẳng có người thân hay bạn bè, tới cái điện thoại cũng không còn. Những cơn đau nhức vẫn cứ hành hạ dây dẳng. Tự nhiên sao nó thấy mình lẻ loi cô đơn quá. Đúng là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí mà. Rồi nó lại thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ cơ thể đã quá kiệt sức với những gì mình vừa trải qua. Hình như là Tuấn nằm trong phòng cấp cứu rất lâu. Nó mê man rồi tỉnh, rồi lại mê man với những cơn đau khắp thân thể. Rồi các thủ tục cũng được giải quyết khi bạn bè người thân của Tuấn hay tin từ Sài Gòn chạy ra. Nó được đẩy đi chụp CT, X-ray các kiểu. Cuối cùng Tuấn phải may 6 mũi ở trên trán. Chân trái của nó bị gãy phần ống chân, nhưng không cần phải mổ, chỉ phải bó bột thôi. Chân phải thì bị chấn thương phần mềm, lồng ngực thì bị va đập mạnh, nhưng chỉ bị tụ máu bầm. Tay trái thì bị giãn dây chằng, nhưng không nghiêm trọng lắm, cùng với mấy vết thương trầy xước trên người nữa. Với cú va chạm mạnh như vậy mà nó chỉ bị như thế này thì coi như là phước lớn mạng lớn lắm rồi.
Sau đó thì bên giao thông có vô bệnh viện để ghi lời khai của Tuấn và hẹn khi nào nó khỏe thì sẽ ra lại để giải quyết. Phía bên xe tải gây ra tai nạn nhưng không ai bị cái gì nghiêm trọng. Sau này khi bình phục thì nó viết đơn bãi nại cho bên kia. Dù sao cũng là xui rủi không ai mong muốn, với lại họ cũng đã khắc phục, bồi thường thiệt hại đầy đủ cho nó rồi. Mẹ của Tuấn cũng trở về từ Thụy Sĩ sau vài ngày nó bị tai nạn. Bà ở lại cả tháng trời để chăm sóc cho thằng con của mình cùng với Vĩnh Long. Mặc dù bị tai nạn như vậy nhưng Tuấn lại cảm thấy vui, vì nhờ đó mà giờ đây nó có rất nhiều thời gian ở bên cạnh những người thân của mình, kể cả thằng nhóc con của nó. Trước ngày mẹ của Tuấn trở lại Thụy Sĩ, bà có kêu nó ra nói chuyện. Cũng như những lần trước thôi, bà kêu nó nên nghỉ lái xe cứu thương, thu xếp qua bên đó với bà. Những lần trước thì Tuấn chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng lần này có lẽ nó phải suy nghĩ về những câu nói của mẹ mình. Với lại sắp tới thủ tục định cư của thằng con trai của nó cũng được chuẩn bị từ lâu và đã gần xong rồi. Chắc chắn là Tuấn phải qua bên đó với thằng nhóc, mặc dù trong lòng Tuấn không muốn một chút nào. Tuấn cũng từng qua đó rất nhiều lần và đi được gần 1/2 châu Âu rồi. Khám phá và trải nghiệm bên đó cũng nhiều, cho nên nó thấy kiểu người như mình chắc không hợp với môi trường bên đó. Nhưng lần này thì khác, không phải vì nó mà là vì con trai của nó. Chắc phải tạm dừng cuộc sống với những chuyến xe ngược xuôi, những cái xác và những ca bệnh rồi. Dù gì khoảng thời gian gần 2 năm qua đã dạy cho Tuấn rất nhiều bài học về cuộc sống này, về những mảnh đời mà nó gặp, để nó thấy mình còn may mắn rất nhiều. Khoảng thời gian đã làm thay đổi một con người như nó. Sau đó vài tháng thì cái chân gãy của Tuấn cũng bình phục. Nó xin nghỉ chạy xe cứu thương và lại phải chạy tới chạy lui để lo mấy vụ giấy tờ đi xin visa. Cũng không khó khăn gì mấy để xin được visa, vì trước đó nó từng qua lại nhiều nước châu Âu du lịch rồi. Cuối cùng cũng có chính xác ngày đi khi thông tin vé máy bay gửi về cho nó và thằng nhóc. Vậy là còn được ăn thêm một cái Tết nữa ở Việt Nam. Tối hôm đó, Tuấn cùng với Vĩnh Long, thằng bạn thân, FE, còn có thêm điều dưỡng, Sóc Trăng và một vài người thân khởi hành đi Châu Đốc lễ chùa bà. Sau khi cúng bái xong, tụi nó quay quần ở chỗ bãi giữ xe gần chùa để chia những miếng thịt heo quay vừa mới cúng xong. Đang ăn uống thì Tuấn bỗng thấy một ông cụ chắc cũng hơn 70 tuổi đang ngồi nghỉ mệt trên vỉa hè phía trước quán nước. Chắc là ông cụ bán vé số, vì nó thấy có sắp vé số trên tay của ông. Giờ này cũng đã khuya rồi mà ông cụ lớn tuổi còn phải mưu sinh kiếm sống, làm cho Tuấn không thể nào ngồi ăn uống tiếp được. Nó đứng dậy đi ra chỗ ông cụ đang ngồi. Thấy nó bước ra, ông cụ nhìn Tuấn vui vẻ rồi đưa sắp vé số ra mời. Giúp giùm già vài tờ đi chú. Nó cầm sắp vé số rồi kéo tay ông cụ vào bên trong. Nó nói với ông: Ông ơi, vô đây ngồi nghỉ ăn uống chút gì với tụi con đi, cho con lấy hết chỗ vé số này cho. Ông đừng có ngại nha. Chắc thấy nó cũng nhiệt tình nắm tay kéo mình, cho nên ông cụ cũng miễn cưỡng đi theo vào chỗ cái bàn tụi nó đang ngồi. Tụi nó kéo cái ghế nhựa rồi mời ông cụ ngồi xuống, rót chai nước lọc ra ly cho ông. Vĩnh Long thì cắt heo quay ra từng miếng nhỏ vì sợ răng ông cụ yếu, nhai sẽ khó, và lấy bánh mì cho ông. Tụi nó nhìn ông cụ ăn chậm chậm thật ngon lành. Đáng lẽ ra cái tuổi của ông giờ này đâu phải bươn chải mưu sinh như thế này đâu. Bất chợt Tuấn lại nhớ về ông cụ bị bệnh tim mà nó đã từng chở về. Không biết lúc này hai ông bà như thế nào rồi. Nó chỉ cầu mong cho họ luôn gặp bình yên trong cuộc sống này mà thôi. Đợi ông cụ ăn uống xong xuôi, Tuấn lấy sắp vé số ra đếm, còn hơn 150 tờ. Nó hỏi ông cụ: Mỗi ngày ông bán được bao nhiêu tờ vậy ông? Ông cụ vẫn nở nụ cười hiền lành, chất phát, trả lời nó: Cũng tùy hả chú. Có khi thì 200 tờ, có khi được có 100. Mà cũng phải ráng để bán, lo cho thằng cháu ngoại nó được đi học nữa. Nó thấy giọng ông hơi buồn, tò mò nó hỏi thêm: Ủa, vậy ba mẹ của thằng nhỏ đâu mà để cho ông lo vậy?
giọng ông cụ lại càng buồn hơn. Ba mẹ nó chết vì tai nạn lúc nó mới 5 tuổi rồi chú. Bây giờ nó học lớp 5 rồi, tôi ráng lo cho nó được chừng nào hay chừng đó thôi. Tụi nó ngồi im lặng nghe từng câu nói của ông. Tuấn cảm thấy trong lòng tự nhiên nặng nề quá. Cuộc đời là vậy, nó vẫn luôn luôn có những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình. Tuấn lấy hết sắp vé số, nhưng mọi người đều dành nhau trả tiền. Vậy là tụi nó đưa ra ý kiến góp tiền lại cho đủ 3 triệu trả tiền vé số, còn dư thì gửi tặng cho ông cụ, coi như hôm nay cho ông được về ngủ sớm với thằng cháu ngoại của mình. Số tiền cũng không lớn, có thể chỉ bằng 1-2 chầu nhậu của tụi nó thôi, nhưng với số tiền đó lại bằng nhiều ngày cực khổ mưu sinh của ông. Ông cụ vui vẻ cảm ơn tụi nó rất nhiều. Tụi nó cũng thấy vui, đôi khi cho đi lại cảm thấy hạnh phúc hơn được nhận về. Trước khi bước ra khỏi quán nước, ông cụ nhìn Tuấn một cách đăm chiêu. Ông nhíu mày nói với nó: "Tôi giờ có chuyện này muốn nói với chú, không biết là chú có tin hay không." "Dạ, ông cứ nói đi. Mà chuyện gì vậy ông?" Ông lão từ từ bước ra ngoài, rồi kéo tay Tuấn theo, như sợ ai nghe thấy. "Tôi giờ thấy có nhiều vong linh đi theo chú, nhưng mà không phải họ theo để phá, mà là giúp đỡ phụ hộ cho chú đó. Nhìn hình tướng của chú chắc cũng không phải dạng tầm thường, nhưng mà nhớ lời tôi nói, lằn tranh thiện ác nó khó phân biệt lắm, đừng lầm đường lỡ bước mà ân hận về sau. Tôi với chú chắc là có cái duyên, nên tôi thấy sao tôi nói với chú như vậy. Thôi tôi đi nha." Ông cụ đi rồi, nhưng trong đầu của Tuấn vẫn còn đang suy nghĩ với những gì mà ông vừa nói. Không lẽ xung quanh nó bây giờ có nhiều vong hồn lắm hay sao? Mà thôi kệ mẹ đi, chẳng phải ông cụ cũng nói là họ không phải theo để phá phách hoặc là ám hại mình hay sao? Mọi chuyện trở lại bình thường, và Tuấn cũng không còn để tâm đến câu nói của ông cụ nữa. Sắp vé số thì nó đưa cho thằng bạn thân giữ. Ăn uống xong, tụi nó về lại khách sạn để ngủ. Sáng ngày hôm sau đi dạo chơi, mua sắm ít đồ đặc sản, rồi về lại Sài Gòn trong ngày hôm đó. Nhưng khi chiếc xe của tụi nó đang trên đường về tới địa phận thành phố Mỹ Tho, lúc này là buổi chiều và tới giờ sổ số, nên thằng bạn thân mới lấy sắp vé số hôm qua ra dò thử kết quả. Tuấn thì chỉ nghĩ mua để giúp cho ông cụ thôi, chứ không nghĩ là trúng số. Nhưng cuộc đời nó luôn tạo ra cho con người ta những sự bất ngờ mà họ không thể nào nghĩ tới được. Trong cái sắp vé số đó có 8 tờ. Tuấn còn nhớ rất rõ, đó là những tờ vé số của Đài An Giang, có các con số 061, 074, và cả 8 tờ vé số đều khớp với cái hàng cuối cùng của giải đặc biệt. Thằng bạn thân dụi mắt như chưa tin đó là sự thật. Nó đưa qua cho Tuấn kiểm tra lại. Tất cả những con số đều trùng khớp với giải đặc biệt. Vậy là tụi nó trúng độc đắc rồi. Cả một đám nhảy dựng lên muốn lật chiếc xe, làm cho khứa tài xế hết hồn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này hình như tụi nó cứ nghĩ mình đang mơ. Ai nấy đều lân lân với cái lộc trời ban quá bất ngờ này. Nếu trừ tiền thuế ra thì 8 tờ giấy số này đem về cho mọi người số tiền sắp xỉ 11 tỷ. Và chi điều ra thì mỗi người cũng được tầm 1 tỷ rưỡi. Số tiền cũng không nhỏ. Về lại Sài Gòn, sau khi làm các thủ tục nhận tiền trúng giấy số độc đắc đó, tụi nó lại làm một chuyến về lại Châu Đốc, mục đích là để cúng tạ lễ với bà, vì nhờ có chuyến đi xin lộc bà lần trước mà tụi nó mới có được số tiền lớn này, và cũng là để tìm kiếm ông cụ đã bán những tờ giấy số trúng giải đêm hôm đó cho tụi nó. Sau khi cúng tạ lễ thì mọi người phải dành ra hẳn 3 ngày để tìm kiếm tung tích của ông cụ. Nhưng có một điều lạ là cho dù tụi nó có dò hỏi khắp nơi nhưng vẫn không tài nào kiếm được thông tin của ông, giống như ông không hề tồn tại vậy. Cuối cùng thì mọi người đành quyết định trở về Sài Gòn. Trong lòng ai nấy cũng có chút tiếc nuối, vì nguyện vọng lúc đầu là gặp lại ông cụ chưa được hoàn thành. Riêng Tuấn, hình như nó cảm giác số phận chỉ sắp đặt cho tụi nó được gặp ông một lần trong cuộc đời này thôi. Nó tưởng tượng không biết có phải một ông tiên nào đó trên trời hóa thân thành ông cụ bán vé số, xuống trần gian này
để cho tụi nó có cái lộc đó hay không. Và cho đến tận bây giờ, lòng của nó vẫn luôn thắc mắc với những câu hỏi chưa có lời giải đáp về ông cụ bán vé số ấy. Cuối cùng thì tất cả tụi nó cũng thống nhất dùng một phần số tiền đó để chia sẻ cho những người thiếu may mắn xung quanh mình. Vậy là cứ đều đặn những buổi tối, tụi nó cùng nhau trông trụi trên những con đường Sài Gòn, khi thì những ổ bánh mì, cái bánh bao, gói xôi, hộp cơm, cùng những chai nước lọc gửi đến cho những ông chú xe ôm, mấy thằng nhóc lượm ve chai, những người không có nhà cửa sống lang thang. Có khi thì nồi cháo, nồi súp cho bệnh nhân nghèo và người nhà trong mấy cái bệnh viện. Phải nói lúc này là khoảng thời gian mà Tuấn và mọi người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Và cũng chính khoảng thời gian đó, trong những lần ở bệnh viện, Tuấn lại có một quyết định nghiêm túc với cuộc đời của mình. Nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nói chuyện với mẹ của nó, Vĩnh Long. Để rồi cuối cùng nó đặt viết, ký vào tờ giấy đăng ký hiến tặng toàn bộ thân thể của mình sau khi nó chết đi cho y học ở bệnh viện Chợ Rẫy. Nó nghĩ mình chẳng giúp ích được gì cho đời lúc còn sống, thì chỉ hy vọng sau khi chết đi có thể tự hào làm được một điều tốt đẹp gì đó, mặc dù là nhỏ nhoi cho cuộc sống này, thay vì cứ để cho thân xác của mình thối rữa theo năm tháng một cách vô ích. Và rồi cái ngày chia tay cũng phải tới. Ăn Tết vui vẻ cùng Vĩnh Long, những người anh em, Sóc Trăng, Điều Dưỡng, thì cũng tới ngày nó và thằng nhóc lên máy bay. Những giọt nước mắt chia tay làm cho nó chẳng muốn rời đi, nhưng thời gian thì không chờ đợi một ai, và cũng sắp tới giờ làm thủ tục. Tuấn ôm Vĩnh Long vào lòng chào tạm biệt. Nước mắt của em như ướt hết ngực áo của Tuấn. Bắt tay chào tạm biệt những người anh em, tới lúc đứng đối diện với Điều Dưỡng, định bắt tay tạm biệt em, nhưng Điều Dưỡng không cho nó cơ hội làm điều đó. Bất ngờ em ôm chầm lấy nó, khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, mà đặc biệt là Vĩnh Long. Điều Dưỡng cứ như vậy mà ôm siết chặt lấy nó. Em nức nở nói như chưa hề có sự hiện diện của những người xung quanh ở đây. Cho em cơ hội được nói tiếng yêu anh, nhớ anh. Lúc đó Tuấn chỉ đứng im như tượng đá, và nó chỉ biết cảm nhận những giọt nước mắt đang rơi trên đôi má của em. Tuấn hiểu hình như Điều Dưỡng đã dồn nén cái cảm xúc này lâu lắm rồi, chỉ đợi tới hôm nay mới bộc lộ hết ra. Bất kể những người xung quanh là ai, đó cũng là tính cách của em mà. Tiếng loa thông báo vang lên, nó giật mình nhẹ đẩy Điều Dưỡng ra, rồi nói: "Tôi đi nghe." Nhìn qua Vĩnh Long, thấy em đang lườm cặp mắt nhìn về phía nó, rồi đặt thằng nhóc ngồi lên chiếc xe đẩy của hành lý. Tuấn vẫy tay chào tạm biệt tất cả mọi người, rồi nhanh chóng đẩy chiếc xe vào phía bên trong. Nó không dám quay lại nhìn, nó sợ họ sẽ thấy nó đang khóc. Chiếc máy bay từ từ cất cánh lên cao độ. Nhìn qua khung cửa sổ, Tuấn thấy Sài Gòn thật lung linh khi về đêm. Nó thật sự đã xa Sài Gòn rồi. Tạm biệt những người anh em, những người phụ nữ của nó. Tạm biệt một thời ngang dọc đáng nhớ.